bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại video của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đồ handmade bằng thép, cách dùng thép để trang trí đồ vật. Thì đây các bạn có thể thấy đây là chỉ thép màu đỏ như này, thì mình sẽ dùng còn thép màu này để trang trí lên cái khối hình hộp này. Đặc biệt trong video mình sẽ trang trí này, cái phần đường ở phía trong này, và sơ lên phía ngoài làm xong. Chín à, các bạn ơi. Mà ba tiếng mà tôi nghe tôi đó là thì đứt màn rồi, rồi lại nói tôi bất quản. Bây giờ mình sẽ vào đây nhé. Oh, như vậy video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi.